Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta là bản anh hùng ca chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sự hy sinh vô bờ bến của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, có những gia đình hai ba thế hệ nguyện hy sinh cho tổ quốc non sông, có những bà mẹ mòn mỏi đợi chờ người con duy nhất của mình mãi mãi không trở về. Sự hy sinh, tổn thất ấy mãi mãi được các thế hệ biết ơn và đời đời ghi nhận. Vở chèo ngắn đợi chờ sẽ phần nào nói nên câu chuyện ngày ấy. Quê hương khói lửa ơi, mà lấy bời chỉ vì là vì quân đi giặc chứ để đời tên đi đâu thì quyết đi, quyết như tâm quyết tâm thời chiến thì đâu. Bạch Thầy, xin Thầy hãy che chở cho sinh linh nhỏ bé này. Trời ơi, thế chủ bị thương nặng, máu chảy nhiều quá, có việc chi, chớ làm lao động cửa thiền môn. Mô A Di Đà Phật, có việc chi làm náo động cửa thiền môn. Bạch sư cụ cùng thầy, con là bộ đội, quê ở nơi đây, giặc càn đến đốt nhà, giết người cướp của. Khi trông càn xong, con trở về nhà mấy rõ. Trời ơi, nhà cháy hết, cha mẹ con bị chung bắn chết, vợ con chết, cháu nhỏ vẫn khóc trên tay. Con vội vàng ăn cháu chạy về đây, cúi xin cửa thiền chúng sinh kêu giúp. Con
còn phải ra đi đền nợ nước rửa thù nhà. Con nguyện hy sinh cho tổ quốc non sông. Mô A Di Đà Phật. Nơi con nói ta lại đã tỏa quyết một lòng theo cờ đỏ bác nghỉ. Con ra đi quyết chi chớ lo cửa thiền môn hết lòng chia chờ. A Di Đà Phật. Con ơi, cha thương con trẻ bơ vơ trong cơn binh nửa cha còn phải đi độc độc ác nghi. Ôi phụ ơi phàm trách quân cướp mi lược nghi tham gây lên đi tội ác ơi à. Ấy mấy đệ xó tha lệ này xó xa lệ Phật, thì chủ hãy đưa hài nhi cho ta, rồi mau mau để khỏi chốn này kẻo muộn. Tên Lý Hoành còn đang lùng nồn, dò tìm phát giác Việt Minh để chỉ điểm cho Tây. Bạch sư cụ cùng thầy, con ra đi xin gửi lại thư này. Phòng khi con ra đi không có ngày trở lại, con cúi xin sư cụ cùng thầy hãy đón nhận cháu Thanh Hùng làm con cái. Ơn này con xin tạc giả ghi lòng. Nửa kỳ mặt ni lệ nhòa, con ơi thâu lòng ngụy cha. Này nước ni mặt ni lệ sư cụ cùng thầy.
Chào thầy cùng sư cụ. Nãy giờ người ở nơi đây có thấy Việt Minh Cộng sản nói ngay tức thì? Nói ngay tức thì. Sao? Sao trên tay thầy còn ấm hải nhi? Nếu đi tu thì không được đi lấy chồng. Mồm thì sắc sắc không không. Có con thì không được ở chùa làng. Hay là con của Việt Minh Cộng sản? Việc tốt nghĩa nhân đại phúc, cứu một người phúc đằng hà xa. Sinh linh đây đã chết cả hệ nhà, ta thấy vậy mang về cứu giúp A Di Đà. Thôi được, cứ cho là sư cụ đã làm được một việc tốt. Nhưng riêng thầy Thanh Huệ thì không được ở chùa này. Vì ở chùa, miệng thế sẽ cười chê. Đã là sư còn đam mê tử sắc. Mà đã là sư còn ấm nhóc trên tay. Này, thôi thôi, hãy cởi áo trả thầy về với trần tục. Mà về với trần tục thì thầy tớ này sẽ đón. Thầy tớ này sẽ đón. Mô A Di Đà Phật. Trước cửa thiền tôn nghiêm đức Phật, thi chủ không nên nói nhục xuất gia. Tội băng gồ sao mà rửa sạch. Nếu làng không cho thầy ở đây đèn sách, thì thầy sẽ cùng chúng sinh đi ăn mày cháo giữa mười phương. Thôi được, bây đâu? Đó, đi về, ô mẹ thì về. Chuyện thật rồi, thầy Huệ cứu giúp người đời đấy thôi. Đồn rằng đứa trẻ bỏ rơi vòng tay cửa Phật cứu đời chúng sinh. Này, chị chớ có mà ăn nói linh tinh, thầy làm việc tốt, dân mình ghi tâm đấy chị buôn ạ. Trời ơi, có thật như vậy hả chị? Thật đúng đấy ạ. Trời ơi, thế mà em cứ tưởng sư thầy đa đoan. Lý Hoành đuổi thầy ra khỏi chùa làng, ăn con xin sữa, lang thang ăn mày. Thank you.
Trời ơi, thầy Thanh Huệ, sao để ra đến nông nỗi này? Hỡi ông đi qua, hỡi bà đi lại, hãy giúp thầy cùng chúng sinh nhỏ dài giọt sữa đồng tiền. Cảnh đời hoạn nạn liên miên, vì đời thầy phải cảm phiền chúng sinh. Bạch thầy, bạch thầy cùng dân làng, bọn giặc sắp càn về đây. Thầy cùng chúng sinh phải đi ngay cho kịp. Đi thôi thầy ơi, đi thôi thầy ơi. Thưa bà con, thưa các đồng chí, câu chuyện đau thương ngày ấy, liệt sĩ Hoàng Hưng, bố của Thanh Hùng, ra đi không trở lại. Đã 18 năm trôi qua, cháu nhỏ Thanh Hùng ngày ấy đã là anh bộ đội. Ngày Thanh Hùng đã viết đơn xin ra mặt trận tiếp bước cha anh để bảo vệ Tổ quốc. Ngày tiễn anh lên đường, thầy Thanh Huệ cùng dân làng tiễn anh lên đường, biết bao nụ cười, lời chúc và những giọt nước mắt nhớ thương. Đón chào ngày mới ra quân, lòng dân y đáng góp phần thi đua, góp phần thi đua phù cử quê ta có truyền thống từ xưa, mà thóc không thiếu một cân, mà quân cũng không thiếu một người. Thanh niên trai tráng sáng ngời niềm tin, hỡi dân làng hãy hát lên để tiễn đưa bộ đội lên đường tòng quân nào. Nhưng xóm làng quê dưới cỏ nước nhà thống nhất con trở về thầy ơi. Thầy ở lại giữ gìn sức khỏe, trong tim con như thề tháng ngày.
nhưng vì tổ quốc hôm nay tình sâu nghĩa lặng cao dày thầy ơi. Tôi từ đây trong 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thành Quảng Trị, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Nay Đảng chính quyền tri ân, đưa hài cốt của liệt sĩ về quê hương. Mặc dù đường xá xa xôi, đồng đội đã đưa anh về quê cha, về với mẹ. Yeah.
Liệt sĩ Hoàng Hưng gửi chúng sinh vào chốn nhờ thầy. Sư thầy nuôi dạy thanh hùng đầy vơi hôm sớm. Hùng nớn lên quê hương chào đón. Tiếp bước cha anh nên nhị đường. Ngay hạ tin hùng hy sinh, thương nại thêm thương. Nay đảng chính quyền cùng với quê hương, thầy làm lễ đàn tràng chúng sinh về nơi cực. Đàn tràng cầu phúc cho linh hồn siêu thoát tiêu sinh. A Di Đà Phật. Làng tôi sáu ly trẻ nghi, độc lập quên mình vì dân một lòng anh dũng hy sinh. Ơi à.
đời mãi.